Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì vợ chồng mình lại quay lại tiếp tục ghi hình lại cho mọi người cùng theo dõi. Khi rảnh rỗi thì vợ chồng mình mới lại cầm máy quay được mọi người ạ. Còn bình thường thì tranh thủ đi kiếm những cái sản phẩm để phục vụ cái cuộc sống ấy. Đi. Ở đây thì vợ chồng mình cũng chuẩn bị khá chi là đầy đủ đồ rồi. Bình thường thì khi mà vợ chồng mình đi sinh tồn thì chỉ đem theo cơm gạo và nồi nấu thôi, nhưng mà đợt này vợ chồng mình đi là vừa sinh tồn vừa kiếm sống luôn mọi người ạ. Nên là đem theo rất là nhiều cạm, từ ở phần trước mình cũng đã chỉ cho mọi người thấy rồi. Đi. Trời tối nhanh quá, mình vừa bật đèn lên để hỗ trợ thêm ánh sáng. Quá. Đấy, những cái quý quả ấy. Cái chỗ này, cái quả này giống y như cái quả lúc trưa sáng nay mình đi qua ấy nhỉ. Cái này ăn ngon lắm. Thơm lắm. Trưa mình ăn no cái quả này. Được rồi, ở đây mà. Đây đi. Trời bắt đầu tối rồi mọi người ạ. Nên là vợ chồng mình sẽ nói nhỏ hơn một chút. Món này. Đặt cái đây đi. Ui. Mày quả này ăn rất là ngon đấy mọi người ạ. Thơm luôn, bên trong nó hơi có nhựa một tí. Lượt sóc mà rất thích ăn quả này. Hả? Cái bẫy này thì bình thường ở nhà mọi người ai cũng biết rồi. Đây là cái bẫy chuột, bẫy bắn nguyệt bình thường. Bẫy này rất là đa năng luôn. Bẫy được cả chim nữa. Thì cách đánh như thế nào thì mọi người cũng rõ rồi, nên là mình sẽ quay sơ qua đặt vài cái và tranh thủ mỗi vợ chồng mình đi một hướng để bẫy cho nó nhanh. Mình làm sẵn dây cái việc buộc luôn. Như vậy là xong một chiếc đầu tiên mọi người ạ. Đi. Đây mình đánh thêm một cái đấy đi. Ui, con sóc nó vừa chạy bên trên kìa em ạ. Ừ. Cái này mai mình tranh thủ ban ngày mình leo lên những ngọn cây trên này mình đánh này. Mình sóc phải đánh trên cây. Dưới đất này chủ yếu là chuột mới lại sóc đất mới. Con sóc đổ đầu. Trời tối rồi nên là mình sẽ đánh dấu những cái vị trí như thế này để lát mà đi xem bẫy đêm thì mình cứ theo cái hướng đi mọi người ạ. Đây mình sẽ làm đánh dấu cái kiểu mũi tên này. Thì mình vừa đánh được 2-3 cái bẫy ở trên này rồi. Lát nữa mình đi đến vị trí này thì mình lại cứ theo cái hướng này thì mình lại xuống kia mà. Xuống dưới kia thì mình lại đánh tiếp ở đấy và mình lại làm tiếp những cái vị trí như này. Cứ theo cái hướng mũi tên này mình đi thì buổi tối sẽ không bị lạc rồi nè. Không lạc để lần những cái bẫy mình đánh. Và quay trở lại vị trí lán mình ở thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ban đêm đi trong rừng thì rất là dễ lạc. Bây giờ chia ra mỗi người một hướng đánh cho nhanh nhỉ? Vâng. Anh đánh bằng này cái. Vâng. Mỗi người một lửa nhé. Vâng. Cứ đi xem những gốc rẻ ấy. Vâng. Gốc quả rẻ với lại những gốc quả thì đánh nó hiệu quả hơn, hoặc là những cái chỗ bụi nứa. Vâng.
gần chục cái bẫy rồi mọi người ạ. Bây giờ thì xuống dưới kia xem vợ mình đánh xong chưa, trời cũng khá là tối rồi nên là phải bật đèn lên đấy. Em gái hết bẫy chưa? Em gái hết rồi. Xuống đến lâu chưa? Xuống đến đúng lúc rồi. Anh cũng vừa từ trên kia xuống, đang bỏ đi. Ai xuống trước thì chờ ở đây. Bây giờ xoay theo đây. Bắt lên một ít tôm cua xong rồi tí nữa muộn muộn lên thăm xem có. Nó vào bẫy chưa nhỉ? Sắm tay áo lên ướt lạnh nhé. Lấy có mấy hột mưa này lạnh lắm nhỉ? Lạnh lắm. Đây con cá này. Nó vào đây rồi. Đâu? À, đi đấy rồi. Ui, hai con, hai con. Nhanh. Ui, đây. Mày. Đấy, được rồi. Ok. Ui, bấm mạnh có cụt mất. Chết rồi, cụt cái đầu. Hai con nữa mà. Đây, chơi đây. Còn một con bị đâu đi. Ui, nó chạy vàng thế rồi. Bắt con cua đấy. Ui đâu. Mấy con cùn cùn, mấy con đang sốt quá. Cụt hết cả đầu. Tôm to thế. Không được. Cái loại to này mới sướng nhỉ. Con gì kêu to hơn cả con dế nhỉ. Wow, nó gái. À đây đây đây. Con muỗng. Muỗng rừng, muỗng. Xung căng. Mụn rực to đó nhỉ. Đấy, cái kiểu này ẹp vậy kêu đi xuôi lại hay nhỉ. Chính là cái con này nó kêu mà. À đâu, cho có túi gì không? Đấy, cho túi cua rồi không? Không, túi cua được ướt. Có thằng túi tôm. Chả có gì đâu, chỗ này rộng lắm. Bên cạnh con tôm. Chạy hả? Khá nhiều ốc to này. Nhiều ốc lên chỗ này. Ui. Ui, này là to lắm mà ốc suối. Cua kìa. Hả? Hai con tôm chui đây. Kìa ba con cua chết. Ui, con này to này. Con to này như xương. Ui ui.
Đây đây đây. Chả con gì ăn em ạ. Có con nhện đang ăn. Hai vợ chồng mình đang bắt đầu quay lại đi thăm bẫy. Vừa xuống khe đi một vòng nhưng hôm nay trời rét, tôm cua cá ra ít đấy nhỉ. Chỉ có một ít thôi. Đi vào đây thăm mấy cái trong này xem có. Ôi cái sập rồi. Ủa chả được cái gì cả. Ui giời. Cái này, cái này. Thì quá đằng. Không có gì ăn thì xem thêm một hai cái bẫy thì không có gì không. Cái này đúng lúc sáng mai đi xem nhỉ. Yeah. Sáng mai đi xem. Ok, anh sang xem cái bên này. Vợ chồng mình vừa từ dưới khe về đến lán đây, lúc đi qua cái khu vực đặt bẫy thì cũng thăm vài cái bẫy nhưng mà chưa có con gì vào mọi người ạ. Khá là lạnh đấy. Ngồi nghỉ một lát thì không chịu được. Trời lại mưa lâm thâm. Chất cái bếp lấy củi to chất ở đây không ngủ được. Chắc lát nữa này phải chui vào tương bóng ngủ cho nó ấm. Tương bóng thì phải bắt ong, tương bóng thì to. Vợ chồng mình không biết là nấu cơm hay là ăn tạm gói mì rồi đi ngủ đây. Hay là cho mì vào nấu lại, nấu thập cẩm mà tôm với cua với mì với khế lại nấu chung. Đêm lạnh này khéo lại nấu như kiểu hôm trước ăn lẩu nhà cho nó ấm thuyết ạ. Ai à, lạnh quá. Chật cái bếp to cho nó ấm em ơi. Vâng, cho nó ấm lạnh lắm. Ôi, lâu chín thế nhỉ? Không hiểu là cái củ sắn này sao lại thế này? Chín chưa? Đúng rồi. Hay là sắn rượu? Không phải, bở bình thường nhỉ? Bở... Ừ. Mà... Hả? Bở ổng ngừng nước còn được. Ngon mà. Đây, bỏ đi. Củ sắn này hôm nay không chấp nhận. Hôm nay mình đào mấy củ sắn rẹo. Bao nhiêu cây ngon ăn mấy. Nhưng mà giờ này cứ có ăn là ngon không. Mỗi lần đào có cây bỏ thế này. Đến ngay cái cây. Chắc đây là cây sắn đực. Mày cây sắn cái nữa. Dễ quá. Sắn luộc, sắn luộc. Thôi xào, xào khế mấy cua tôm ốc ấy ăn đi. Đói lắm rồi. Lại có bát mì hải sản ăn không? Ok. Đây. Làm sạch hết đây. Sạch chính thì kinh. Tôm đâu rồi? Tôm trong ốc.
Để anh đi múc thêm nước nữa. Cái gì á? Em thả con cua bé đi nhá. Ừ, bé thả đi. Ăn mấy con to kìa được. À, đi nhá. Tiện tay mà. Đưa mày lên đấy. Ăn thế đi các em. Đưa ăn thế đi. Chua nó không ăn được đâu. Ăn đi em. Ăn đi. Ăn đi. Ê, ăn thế đi. Tí nó ăn cả thân. Thôi đừng. Thôi đừng. Chiên ngoan nào. Cái cặp cũng to mà cái đũa cũng to. Đây nhìn nào. Chín chưa em? Sắp chín. Chín. Chất lượng đấy nha. Vâng. Đi hải sản của Thuyết xem thế nào. Ý ơi, nhìn. Giận đấy nha. Mời tất cả mọi người dùng bữa tối cùng vợ chồng mình nhá. Mình mời tất cả mọi người dùng bữa cùng vợ chồng mình nhá. Ăn đi em à. Ăn chứ. Nấu mì như này thì mình cho khế với lại một ít ớt vào. Với lại tôm, cua, cá đây. Ăn rất là ngon luôn. Cho có khế chua này ăn tuyệt vời đấy. Đã ăn sẵn rồi. Vâng. Sao năm nay đào lúc rẹo mất rồi. Hả? Sao năm nay làm sao đào lúc rẹo. Mỗi lần đào lúc bỏ mà. Dễ đói dần lại ngon hết. Ăn đi em. Tôm đỏ ăn này. Vâng. Củ béo này. Đi rừng cái món cua này gần như là không thể thiếu hay sao. Khe suối nó có nhiều phổ biến em nhận không? Vâng. Nhưng mà được cái là ăn, ăn mãi vẫn thấy ngon. Mình nấu khế chua này ăn lắm. Đổi vị chua chua thì ăn ngon lắm. Ăn chua chua cái cay ngon. Cả càng em ăn ăn để càng em ăn công nhận con cua nó ngon. Con cua này nấu khế chua chua không nhận ngon. Ăn nó không ngấy nhận không? Đúng rồi.
Hmm.